miền Nam với miền Bắc không chơi được với nhau. Chị Nắng cho em hỏi sao miền Nam với miền Bắc lại không chơi được với nhau vậy? Ở đâu mà miền Nam với miền Bắc không chơi được với nhau? Chỉ có những người xấu tính ở miền Nam và những người xấu tính ở miền Bắc không chơi được với nhau thôi. Còn người bình thường vẫn chơi với nhau bình thường mà, có sao đâu. Team mình đây, một người Bắc hai người Nam đây. Trời ơi, thử mở mồm ra chết trừ lương luôn. Ăn quá đáng luôn ơi. Nói chứ team mình là có 4 người thì 3 người ở trong miền Nam, 3 người là người miền Nam, 3 người là người miền trong, không phải là chính xác mà miền Nam, có một bạn là người miền Trung Nam, tức là giáp với cả miền Nam cái đoạn ở Nha Trang Phú Yên ấy. Còn hai bạn còn lại là một bạn có một bạn một người miền Trung, nhưng mà nói chung là 3 người đang ở hiện tại là đang ở trong Sài Gòn, đang ở trong miền Nam. Có mỗi một mình ở ngoài miền Bắc thôi. Có làm sao đâu? Trời ơi, chỉ có những người xấu tính nó mới làm cho câu chuyện phân biệt Bắc Nam nó là vấn đề thôi. Đúng, và đúng. Chỉ có những người như thế thì mới không chơi được với nhau. Còn chúng tôi vẫn chơi với nhau bình thường. Thử mà há mồm ra Kỳ Thị xem, há mồm luôn. Em làm quen xong họ kỳ thị em á, thì em làm quen người xấu. Em làm quen đúng người xấu thì họ kỳ thị em. Chứ còn em làm quen người tốt thì chả ai kỳ thị em cả. Bây giờ nhá, các bạn cứ nghĩ đơn giản là những cái người mà kỳ thị là những người xấu thế thôi. Không có liên quan gì đến miền nào hết, miền nào cũng có người xấu người tốt cả, chả sao cả. Thôi, ngày xưa mình từ cái lúc mà mình biết đến miền Nam ấy là nó trải qua những cái giai đoạn nhận thức như thế này. Đầu tiên là khi mà mình mới vào Sài Gòn lần đầu, xong mình cảm bị sốc ấy, tại vì mình cảm giác cuộc sống nó quá là khác biệt so với nơi mình ở. Kiểu mình ở Hà Nội thì nó mình cảm giác là nhịp sống nó nhẹ nhàng, với cả mình quen nó rồi ấy. Mình vào đấy mình cảm thấy vội vã, xong mình cảm thấy thú vị, tại vì là bạn bè của mình họ sống kiểu khác. Họ sống kiểu sao nhỉ? Tức là cảm giác là mọi người rất là năng động và rất là thú vị, cuộc sống rất là thú vị ấy. Mình rất là thích. Mình rất là quý các bạn ở trong đấy, và mình rất là thích cái vùng đất đấy chả sao cả. Xong rồi bắt đầu đến khi mà mình biết đến cái vụ phân biệt chủng tộc ấy. What? Alo nhờ, phân biệt vùng miền á, là mình bắt đầu kiểu cũng thấy khó chịu ấy. Tại vì cái tôi của ai cũng có đúng không? Ví dụ như là mình ở miền Bắc mà mình đi đâu đấy mà mình thấy người ta chê là mình bắt đầu cảm thấy cũng hơi tự ái, hơi khó chịu ấy. Xong rồi sau cái giai đoạn khó chịu đấy thì nó cũng chỉ diễn ra cái thời điểm đầu lúc mà mình biết đến cái vụ phân biệt vùng miền thôi. Xong rồi sau đến nghĩ lại thì mình lại cảm thấy là không, do người xấu đấy, không liên quan gì đến vùng miền hết. Ở đâu chả có người nọ người kia đúng không? Ở đâu chả có người tốt và người không tốt. Đúng, đúng. Nên là mình không còn cảm thấy khó chịu với những bạn vùng khác nữa, mà mình chỉ cảm thấy là ok, người tốt thì mình chơi, người không tốt thì mình không chơi nữa, thế thôi. Như kiểu mình khi mà mình cảm thấy tự tin hơn vào bản thân mình rồi á, thì mình sẽ biết chọn lọc bạn chơi thôi. Kiểu mình không sợ cái gì nữa. Ví dụ ai mà không thích mình thì thôi, mình chơi người khác, sợ cái mẹ gì, đúng không? Mình vào trong Sài Gòn nha, mình gặp các bạn kiểu dễ thương lắm. Cái đợt sinh nhật anh hai hay sen ấy, mà bọn mình chơi GTA á, là bọn mình vào trong Sài Gòn, xong rồi bọn mình nhậu với nhau. Thì có một team là team miền Bắc và một team là team miền Nam. Xong rồi bọn mình gọi cái buổi đấy là cái buổi giao lưu văn hóa vùng miền. Bọn mình ở miền Bắc thì hướng dẫn các bạn ở miền Nam cùng ly cùng bia theo kiểu miền Bắc, còn các bạn ở miền Nam thì hướng dẫn bọn mình hô theo kiểu miền Nam ấy. Tức là cái hôm ấy rất là vui luôn. Sau khi bọn mình uống bia xong, mình có đi bar với nhau kiểu rất là vui, chả có vấn đề gì cả. Nên là quan trọng là người mình chơi với là người nào thôi, chứ không phải là vùng miền như quần què gì hết. Hai bạn đây, trai miền Nam nói chuyện xà lơ lắm, tôi trai miền Nam nè. Đâu, có mình trong những trai miền Nam mà mình quen có một ông editor của mình xà lơ à? Má nghĩ gì luôn. Bản thân hay đố kỵ thì phải làm sao? Bản thân mình bị đố kỵ nhiều quá thì phải làm sao Nắng á? Thì mình phải rèn cái nết mình chứ sao? Bạn có thể đọc sách này để thay đổi cái suy nghĩ của mình ấy. Chứ cái đấy nó cần thời gian ấy, chứ không phải là một phát thay đổi luôn được. Mình nhớ là cái khiến cho mình ghi lòng tạc dạ, ý là kiểu khiến cho mình kiểu nhớ rất lâu về cái vấn đề là đố kỵ với cả ganh ghét ấy, là ngày xưa hồi mà mình học cấp 2, lúc ấy là mình học lớp 6 nha. Năm mình học năm lớp 6 ấy, thì có một khoảng thời gian mình đi viện, xong rồi là mợ của mình có mua cho mình mấy quyển sách Hạt Giống Tâm Hồn. Mà các bạn biết là hồi đấy là nhỏ lắm, chưa có kiểu vẫn còn nhỏ, chưa có đọc nhiều sách cái gì đâu, hoặc là đọc sách thì cũng chỉ đọc mấy cái đọc báo là chính thôi, đọc mấy cái kiểu báo Hoa Học Trò gì ấy thôi ấy. Hồi đấy còn chưa có mua Hoa Học Trò cơ. Xong mình nhớ là một trong những cái quyển đấy, ở đằng sau cùng nó có một cái câu, tức là ở mặt sau của quyển sách ấy các bạn, nó có một cái câu là ghen tị là cái gì mà ghen, lòng đố kỵ là con rắn độc, đừng để cho nó lên lỏi vào tim, nó sẽ ăn mòn, nó sẽ gặm mòn khối óc và làm đổi bại trái tim. Cái mình nhớ câu đấy đến tận bây giờ, là từ năm lớp đấy là đến bây giờ là mười mấy năm rồi. Mình kiểu như là bị bất ngờ với câu đấy luôn, vì là đầu tiên mình đọc được, không phải mình cũng mới có lớp 6 đấy các bạn, rất là nhỏ, lớp 5, lớp 6 là kiểu bạn bè của mình nó vẫn còn chơi bời ấy. Mình nghĩ là đọc sách là một cái mà nó thay đổi suy nghĩ của mình khá là nhiều. Thì mình may mắn là đọc được cái câu đấy sớm, thành ra là mình cứ nhớ câu đấy mãi.
Mình nhớ là ngày xưa đến tận cái năm mà mình học lớp 10 hay 11 thế, mình có đăng một cái ảnh lên Facebook hay Instagram thì mình còn đăng lại cái câu đấy, bởi vì mình nhớ câu đấy quá. Mình rất nhớ câu đấy luôn. Thành ra là lúc nào mình cũng nghĩ, mình cũng nhớ là cái sự ganh ghét, cái sự đố kỵ là một cái điều rất là xấu. Là mình không để bản thân mình bị như thế, là mình hầu như là mình chỉ dành thời gian tập trung vào bản thân mình thôi, chứ mình không quan sát xem mọi người như thế nào để mình so sánh ấy. Tại vì so sánh là cái nguyên nhân nó gây ra cái sự đố kỵ, đúng không? Mình không có so sánh hay gì hết. Các bạn nào theo dõi mình lâu thì biết ấy, mình chỉ biết mỗi bản thân mình thôi chứ mình kiểu mình thường mình không có để ý ai á. Thậm chí là có những cái vụ việc, có sự việc, có người này người kia nổi tiếng hot hot, có trend, có chủng, mình còn không biết luôn ấy. Mình gần như là mình tách ra khỏi những cái đấy, mình không có quan tâm lắm. Thật ra cái đấy cũng không tốt lắm, ý là nhiều lúc trend chủng này kia mình cũng không biết, nhưng mà bù lại thì với cái tính cách đấy thì mình không có hay bị so sánh mình với ai cả. Đồ ích kỷ á. Mình không nghĩ là ích kỷ, mình không nghĩ là mình ích kỷ. Mình nghĩ là mình chỉ bị hạn chế ở cái phần là quan tâm kiểu xã giao mọi người thôi. Mình không có nhiều mối quan hệ xã giao lắm, nhưng mà những người mà xung quanh mình thì mình thấy mình khá là gần gũi, mình quan tâm khá là nhiều, thậm chí là nhiều hơn mọi người. Tức là ví dụ nha, mình lấy ví dụ nha, là mọi người có cái sự quan tâm của mọi người là 100 đi đấy, thì bình thường mọi người sẽ share nó ra, kiểu như là vứt chỗ này một tí, vứt chỗ kia một tí, kiểu vứt lung tung khắp nơi. Thậm chí là mọi người kiểu lâu lâu hỏi han một người ở đấy, chả có liên quan gì nữa, hay là không có bạn bè, mọi người lướt qua bài đăng của người ta mọi người vẫn phải comment một câu, đúng không? Mình gần như là không có chia sẻ cái sự quan tâm của mình cho những cái mối quan hệ mà mình cảm giác là nó không quá cần thiết. Và mình không có, mọi người có thấy bao giờ mình kiểu comment ảnh của ai không? Chả bao giờ luôn ấy. Mình không kiểu dành năng lượng của mình để duy trì những cái mối quan hệ mà mình không thấy quá cần thiết. Nhưng mà những người mà ví dụ như là gia đình mình này, những người bạn bè thân của mình này, hay là những người mà mình cảm giác là rất quan trọng đối với mình á, mình cực kỳ quan tâm luôn, và mình nghĩ là mình còn quan tâm gấp 5, gấp 10 lần so với mọi người. Thì ví dụ cái sự quan tâm của mình là 100 á, thì mình phải dành cho họ tới 70 cũng được luôn, không có vấn đề gì cả. Nên là mình không phải là một người ích kỷ quá hay sống hời hợt quá, chẳng chỉ qua là cái sự quan tâm của mình nó đặt khác chỗ với mọi người thôi. Mình cũng như Nắng nói, mình không quan tâm đến bất cứ vấn đề gì, hay là đó ngoài công việc kiểu sống vô trách nhiệm ấy á. Nhiên là đấy đâu phải sống vô trách nhiệm, thảo lao quá. Mình rất có trách nhiệm với công việc luôn. Cái đấy nó không phải vậy, không phải sống vô trách nhiệm, mà tức là sống kiểu không có bận tâm đến những cái thứ mà mình cảm giác là nó không quan trọng với mình thôi, chứ không phải là sống vô trách nhiệm. Mình có trách nhiệm với những thứ mà mình đặt cái sự quan tâm của mình vào chứ, đúng không? Ví dụ như là công việc chẳng hạn, mình là một người cực kỳ có trách nhiệm cho công việc luôn, không bao giờ làm hời hợt và không bao giờ làm cho có cả. Sau công việc thì mình như thế, còn các chuyện khác thì không á. Thế có trách nhiệm với gia đình thì sao? Em cảm thấy là em vẫn có trách nhiệm với gia đình, và khi mà em đã ở trong một mối quan hệ yêu đương thì em vẫn đủ trách nhiệm các thứ. Em không hời hợt đâu. Ngày xưa mình yêu đương mình cũng thế, mình vẫn quan tâm người ta, mình vẫn chịu khó lắng nghe các kiểu, chứ không phải là, và mình cũng mua quà các thứ, chứ không phải là kiểu mình chỉ biết nhận lại, hay là cũng không phải là mình chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình và chỉ có người ta lắng nghe mình đâu. Mình cũng phải lắng nghe người ta, mình cũng phải quan tâm đến cuộc sống của người ta nữa, các thứ nữa. Thì mình không thấy mình là người ích kỷ lắm, mình chỉ là không quan tâm với cái chuyện mình cảm thấy tào lao thôi. Nhiều hồi trước tự bảo rất ghen mà giờ bảo không ích kỷ trong tình yêu á. Đúng mà, bạn có hiểu cái điều mình nói không? Cái ghen với cái ích kỷ không có liên quan gì nhau hết á. Trời ơi, cái ích kỷ là chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, còn cái việc ghen là cái việc rất là bình thường. Tại vì là khi mà mình yêu một ai đấy thì thường mình sẽ muốn sở hữu họ, đúng không? Trừ khi là các bạn rất rất yêu, các bạn rất rất thương, các bạn hy sinh, nó là cái mối quan hệ mà chỉ có một chiều, ok, không vấn đề gì cả thì may ra. Chứ còn đa phần mọi người khi mà yêu đều rất là muốn sở hữu, và không có ai chấp nhận được cái việc mà giả dối trong tình yêu, hay là cái việc mà lăng nhăng cả. Đấy là cái chuyện bình thường. Còn nếu mà mình ích kỷ, ví dụ như là kiểu mình chỉ muốn người ta yêu mỗi mình thôi, còn mình đi yêu 5, 6, 7 người khác thì như thế mới ích kỷ. Hai người cùng chung thủy với nhau thì ích kỷ cái mẹ gì? Bây giờ tất cả những cái gì mà người ta, mà mình yêu cầu ở người ta thì mình cũng phải cho người ta. Đấy, ví dụ như là muốn người ta quan tâm mình thì mình cũng quan tâm người ta. Mình muốn người ta lắng nghe mình thì mình cũng lắng nghe người ta. Mình muốn người ta tặng quà mình thì mình cũng tặng quà người ta. Và mình muốn người ta chung thủy với mình thì mình cũng chung thủy với người ta. Đấy là cái chuyện rất là bình thường. Đấy đâu phải là ích kỷ không tình yêu. Trời ơi, cái sự ích kỷ mà mình vừa nói là cái ích kỷ kiểu là chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi và không nghĩ cho ai cả. Kể cả là gia đình, bạn bè, người thân, tình cảm, tất cả mọi mối quan hệ là chỉ nghĩ cho mình thôi. Lúc nào cũng đặt lợi ích của mình lên trên, và chỉ cần dính tới lợi ích thôi là trở mặt ngay. Là đấy là mình là ích kỷ. Chứ còn cái chuyện mà chung thủy với nhau là cái chuyện đương nhiên rồi. Bạn yêu được ai mà không chung thủy thì bạn cũng giỏi, chứ mình chị mình làm điều đấy mình làm được các bạn ơi. Yêu xa hay yêu gần nhà biết chọn gì đây? Chị ơi, trước tiên tán chị thì làm điều gì á? Thì phải xem livestream.
Đúng không? Rõ ràng là khi mà các bạn tán một ai đấy, các bạn phải tìm hiểu về người đấy. Đúng, đúng. Thì mình sẽ là một đối tượng vừa dễ vừa khó. Dễ là bởi vì là các bạn có cái để tiếp xúc ngay, tiếp cận ngay, đấy là livestream. Các bạn xem livestream là các bạn sẽ hiểu được một phần tính cách của mình và có thể tiếp cận mình luôn. Còn đấy là mình nói ví dụ thôi. Còn khó thì có thể là nó sẽ gây cảm giác kiểu xa xa với các bạn. Khi mà mình làm cái công việc này, mình cũng nói chuyện với nhiều bạn như thế. Khó 1 vs 1.000 á. Các bạn nghĩ thế thôi. Đa phần thì mọi người nghĩ thế nên là mình mới ế đấy. Kiểu như là mọi người, thường mọi người sẽ nghĩ là ở bà này chắc tán khó, thì là mọi người bỏ qua luôn. Thế đấy là lý do mà mình rất là dễ ế, dễ ế hơn mọi người. Còn các bạn sẽ lựa chọn một đối tượng ở đấy các bạn cảm thấy dễ. Thế thành ra ví dụ mình mà ai cũng nghĩ là khó thì trái tán mình cả, thế là mình ế thôi. Thôi đi chị ạ, có khi chồng con đang ở lương tài ý á. Chồng con ở lương tài. Ơ ngày xưa cái hồi mà mình mới về lương tài nhưng mình hay nhớ về người yêu cũ vậy. Vãi cầu. Kiểu dễ bị nhớ về người yêu cũ, tại ngày xưa mình hồi ở quê mình học cấp 3 mình cũng yêu đương ấy. Xong mình về đấy cái không khí ở đấy nó dễ làm cho mình cảm giác thế. Người yêu cũ em ngay sát nhà em đây à? Thế à, trộm vía, may quá ngày xưa chưa không yêu ai sát nhà. Về nhà nó còn vui vẻ à? Bây giờ mà có người yêu cũ mà là hàng xóm mà ở quê à, mỗi lần về lại phải lồng lộn lên như đi thảm đỏ, xong rồi váy vóc rồi là quần áo make up các thứ, đi đổ rác cũng đéo dám để cho mặt, để mặt xấu thì có mà chết, lười lắm. Quan điểm của mình vẫn là không nên yêu ai gần nhà. Tại vì đối với mình cái sự thoải mái ở trong nhà nó quan trọng lắm. Bây giờ mình mà yêu một anh nào gần nhà xong rồi mẹ đi đổ rác mà cũng phải sinh, mình lười lắm, mình không thích. Nên là mình đấy là lý do mà từ trước đến giờ mình không yêu ai cùng công ty và không yêu ai cùng lớp, không yêu ai gần nhà luôn. Gần thì cũng không gần lắm. Ngày xưa mình ở quê thì yêu mua một bạn cũng gần, nhưng mà nó phải cách khoảng tầm ít nhất phải 2-3 cây kiểu đấy. Cũng không phải là mình chỉ là mình né né thôi, chứ mình nếu mà chẳng may gặp ai đấy ngon quá thì cũng yêu. Nhưng mà không thích như thế lắm ấy, mệt lắm. Xưa em ở Ninh Bình yêu con tận Hồ Chí Minh á. Má sống cứ gọi người ta là con đấy. Yêu xa có cái hay của yêu xa mà, đúng không? Các bạn cứ tưởng tượng cái cảnh đón người yêu ở sân bay, đón người yêu ở sân ga, ga tàu các kiểu xem. Trời ơi, nó đã gì đâu ấy. Yêu sát nhà xong chia tay nó kiểu sao sao ý, mất hết hàng xóm láng giềng, trước chưa yêu còn hay sang chơi. Thì đấy, nó ảnh hưởng đến cái sự thoải mái của mình nên là mình không thích lắm. Mình nghĩ là yêu gần nữa chứ yêu, nếu mà được thì yêu gần, còn không thì yêu xa cũng được. Yêu sát nhà nó cứ siêu siêu. Ăn quả sừng 2m, 3m. À yêu xa ăn sừng á, điên là ông bị thần kinh à. Yêu gần người ta còn cắm sừng nhỏ ào bầm ấy chứ xa gần cái gì. Cái vấn đề nó không phải là sai là gần, mà là vấn đề là người các bạn chọn là người như thế nào. Mà cái người mà không tốt thì cưới về rồi chung chăn chung gối nó còn đi cặp bồ được, chứ nói gì đến sai là gần, đúng không? Rõ ràng luôn, người ta nằm chung chăn chung gối với nhau, cùng nhà, kiểm soát 24/24 mà vẫn còn cặp bồ được, nói gì đến xa hay là gần. Còn do con người thôi, người tồi thì kiểu gì nó chả có cách để cặp bồ, mà cứ phải lo. Yêu sát nhà mà lúc chia tay là nhục vừa cờ lở á. Thế nhưng mà lúc yêu nhau thì mẹ bên này đánh giắm bên kia đang nghe thấy, đúng không? Thích gặp nhau là gặp được luôn. Mà bây giờ muốn cái này thì phải chịu cái kia chứ. Thì cũng muốn, muốn là yêu thì phải gần nhau, phải kiểu như là em nhớ là anh phải có mặt cơ, em đói là anh phải mang sang một cốc trà sữa cơ. Nhưng mà ấy à, đến lúc chia tay thì lại không chịu được. Trời ơi, muốn thì muốn nhiều lắm mà mất thì không muốn mất cái gì cả. Eo ơi, khôn như thế quê mình à, nó bắt lên cho củ giềng lâu hết rồi. Thôi chơi game đi, mệt mỏi mấy ông bà này quá, suốt ngày yêu với cả đứa.